Chào mừng các em trở lại với channel hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái phân khúc giá siêu siêu rẻ đến từ Ulanzi rẻ nhất từ trước tới giờ mình hơi bất ngờ vì Ulanzi họ cho ra mắt cái phân khúc quá rẻ như thế này nó chỉ có hai trăm mấy ngàn thôi anh em với thương hiệu Ulanzi thì nó cũng có tên tuổi và nếu mà dùng số tiền hai trăm mấy ngàn để mà mua cái micro đến từ những cái thương hiệu nhỏ những cái thương hiệu không có tên tuổi thì chất lượng nó kém lắm anh em còn với Ulanzi thì chúng ta chắc chắn là sẽ có cái lòng tin hơn chúng ta sẽ có cái mã là W10 và tuy là ở cái mức giá không tưởng nhưng mà chúng ta cũng có cái hộp đẹp lắm nha không hề cảm giác là ọp ẹp của cái hàng gì rẻ tiền và chúng ta sẽ có hai bản là taxi và lightning rồi bên trong thiết kế như thế này nè anh em chỉ có như vậy thôi và chúng ta sẽ rút ra đây là cái receiver đây là cái transmitter cực kỳ tiện dụng luôn transmitter thì nhìn nó hơi hơi dài ha chúng ta sẽ có cái đầu windmuff như thế này cái đầu windmuff này mình đánh giá cao nha nó mịn như là những hàng đắt tiền luôn đó Nên anh em muốn gọn thì có thể tháo windmuff ra mặt bên chúng ta có sạc chỉ đơn giản như vậy thôi chúng ta sẽ có hai bản iphone thì chúng ta sẽ đến với cái bản này cũng tương tự luôn và rút như thế này kẹp như thế này cái càng kẹp cũng chắc chắn lắm đó thiết kế rất đơn giản luôn và chúng ta sẽ cắm vào đây chúng ta sẽ sử dụng nguồn của điện thoại luôn chúng ta sẽ cái nút nguồn bên hông rồi vậy là kết nối và như vậy thì chúng ta chỉ cần sạc cho cái transmitter thôi không cần sạc cho cái receiver đây là cái độ hoàn thiện về mặt phần cứng nha anh em nó cũng rất là nét độ chính xác nó rất cao luôn đó không hề có cảm giác là quá rẻ tiền đâu nói chung thì đây là một sản phẩm mức giá quá bất ngờ rồi thì chúng ta sẽ xét chất lượng âm thanh nha ok và chúng ta có chất lượng âm thanh của Ulanzi WM10 một cái phân khúc một cái mức giá ngoài tưởng tượng của mình chỉ có hai trăm mấy ngàn thôi chúng ta có một cái micro không dây rồi chất lượng âm thanh thì nó cũng tương đối thôi anh em dùng được thôi chứ nói về hay thì chắc chắn là mình không có nói hay rồi tương đối là dùng được khi mà chúng ta sử dụng những cái micro không dây này với Winmax lọc gió rất tốt luôn Nói chung đây là một lựa chọn rất cạnh tranh Ở trong cái tầm giá chỉ có hai trăm mấy ngàn hai trăm mấy ngàn thì thật sự là chúng ta chỉ mua được những micro có dây thôi nè Lòng thòng nó rườm ra Nhưng mà ở đây chúng ta đã có được micro không dây Và với thiết kế này chúng ta có thể sử dụng với gimbal Rất là tiện lợi luôn Nó rất nhẹ, rất gọn Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip Như thường lệ đi mua hàng sẽ để dưới phần description Xin chào và hẹn gặp lại